Xin chào tất cả mọi người, Unity 4 ở trong giáo trình Editor BA nói về việc tiêu thụ. Và một trong ba mục tiêu của Unity này đó là nói về các cách tiêu thụ khác nhau, comparer différents modes de consommation. Và tài liệu đọc đầu tiên của Unity này đó là La France vue par les étrangers. Nước Pháp được nhìn bởi những người nước ngoài, tức là những người nước ngoài nhìn thấy nước Pháp như thế nào. Và trong này có hai bài nhỏ. Bài thứ nhất là Les Stéréotypes và bài thứ hai là Marketing. Stéréotypes là những ý tưởng được hình thành sẵn ở trong dư luận và không có gì là đặc biệt hết. Idée toute faite et sans originalité, tức là những ý tưởng đã có sẵn rồi. Và bây giờ nó cứ như vậy và người ta suy nghĩ như vậy, không thể thay đổi được. Quand on regarde les films français ou un film qui montre les Français, on voit que les gens sont toujours très chic. Les femmes marchent dans les rues de Paris et portent des robes de Jean-Paul Gaultier, des chaussures à talons Louis Vuitton, un sac à main Coco Chanel et des lunettes de soleil Lafond. Il est évident que la France compte plus de créateurs de mode que les autres pays. La mode et le style en France sont très importantes, en particulier à Paris. À Aix-en-Provence, il y a beaucoup de magasins de luxe et des gens qui vivent leur vie comme s'ils vivaient à Paris. Quelquefois, j'ai senti que mon style n'était pas assez bien. En Californie, on peut porter n'importe quoi en classe, alors qu'ici, les étudiants le plus souvent font attention à leurs vêtements, même s'ils vont en classe. Giống như đề tựa của bài này đã nói, nước Pháp dưới cái nhìn của những người nước ngoài, thì bài này không phải do một người Pháp viết mà do một người nước ngoài. Và sau khi đọc xong chúng ta biết người này là một người Mỹ. Ông ta nói là ở bên California thì như thế này, còn ở bên Pháp thì như thế kia. Và ông ta có một cái nhìn về nước Pháp như sau. Quand on regarde les films français ou un film qui montre les Français, on voit que les gens sont toujours très chic. Khi người ta xem các cái phim của Pháp hoặc là xem một cuốn phim mà nói về người Pháp thì người ta thấy là người ta tức là con người ở bên đất Pháp luôn luôn rất là chic. Chic là một adjective, chic có nghĩa là thanh lịch, là lịch sự một cách rất đặc biệt. Chúng ta cũng có thể có chic dưới dạng là danh từ, ăn chic là một sự thanh lịch, một cái điều thanh lịch. Như đề tựa của bài này đã nói, La France vue par les étrangers, nước Pháp được nhìn bởi những người nước ngoài. Thì chúng ta thấy bài này không phải do một người Pháp viết, mà do một người ở nước ngoài viết. Và chúng ta biết người này đã sống ở bên California, ở bên Mỹ. Quand on regarde les films français ou un film qui montre les Français, on voit que les gens sont toujours très chic. Trước hết chúng ta coi tính từ chic. Chic là một tính từ rất đặc biệt. Ý nghĩa của nó là nói lên sự thanh lịch, sự lịch sự một cách rất đặc biệt. Và đây là một tính từ đặc biệt là bởi vì tính từ này không thay đổi về giống, invariable en genre. Và chúng ta luôn luôn có tính từ này ở dạng masculine, chic. Nhưng tính từ này có thể thay đổi về số, tức là có thể có số nhiều và số nhiều thì thêm s. Không thay đổi về giống, không có feminine, nhưng có thể thay đổi về số, tức là có số nhiều và số ít. Khi người ta xem những cuốn phim của Pháp, hoặc là khi người ta xem một cuốn phim nói về những người Pháp, thì người ta thấy rằng những người Pháp, les gens ở đây là những người Pháp, luôn luôn rất là thanh lịch, luôn luôn rất là lịch sự một cách đặc biệt. Les femmes marchent dans les rues de Paris et portent des robes Jean-Paul Gaultier. Des chaussures à talons Louis Vuitton, un sac à main Coco Chanel et des lunettes de soleil Lafond. Và tác giả vừa mới liệt kê ra một số các thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp, Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, Coco Chanel và Lafond. Những người phụ nữ Pháp bước đi trên các con đường phố của thành phố Paris và họ mặc những cái áo đầm của thương hiệu Jean-Paul Gaultier. Họ mang những đôi giày cao gót hiệu Louis Vuitton, họ mang những cái sắc cầm tay hiệu Coco Chanel và kính mát hiệu Lafond. Chaussures à talons, chaussures là giày,
Talon là gót, giày. Socia talon có nghĩa là giày cao gót. Talon nghĩa đầu tiên là gót chân. Chẳng hạn chúng ta nói marche sur les talons de quelqu'un. Talon là gót chân, như vậy marche sur les talons de quelqu'un tức là theo sát nút, gần như là chân mình đi sát gót của người đi trước. Hoặc là tourner les talons tức là quay gót, giống như tiếng Việt Nam cũng nói. Và chúng ta có một thành ngữ rất là nổi tiếng, le talon d'Achille, đó là một điểm yếu chí tử. Theo truyền thuyết Hy Lạp thì Achille là một nhân vật vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại, vừa có thân thể mình đồng da sắt, có thể miễn dịch với mọi đao kiếm ở trên đời, vì đã được người mẹ là nữ thần Tethys cầm lấy gót chân của cái em bé này nhúng vào nước thần của con sông Styx, con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Nhưng gót chân nơi không được nhúng vào nước thần vẫn còn là da thịt phàm trần, là điểm yếu duy nhất của Achille. Và trong chiến dịch thành Troa, Achille đã chết vì bị một mũi tên bắn trúng gót chân. Như vậy bà mẹ cầm lấy gót chân của em bé nhúng vào nước thần, và em bé có mình đồng da sắt, có sức mạnh vô song, nhưng cái chỗ bà ta cầm lấy gót chân là cái chỗ không được nhúng vào nước thần, và cái chỗ đó vẫn là da thịt của người phàm trần và không có sức mạnh. Như vậy người ta nói Talon d'Achille là một cái điểm yếu, một điểm yếu chí tử. Chúng ta vừa nói ý nghĩa thứ nhất của talon là gót chân. Talon còn có nghĩa là gót giày, ví dụ giày cao gót talon haut, giày bằng không có gót là talon plat. Ở đây chaussure à talon là ý nói là giày cao gót. Người phụ nữ Pháp mang giày cao gót, và giày cao gót này là mang thương hiệu Louis Vuitton thì rất là sang trọng và dáng đi rất là quý phái. Người phụ nữ Pháp đi ở trong đường phố Paris thì luôn luôn mặc áo đầm của Jean-Paul Gaultier, một thương hiệu lớn, mang giày cao gót thương hiệu Louis Vuitton, mang ở tay sac à main Coco Chanel. Sac à main là một danh từ kép, sac à main là ví cầm tay, và chúng ta đọc nối. Chúng ta cũng có một chữ khác gần giống như vậy, ăn sac cadeau, ở main thì cầm tay, ở đô thì là đeo lưng, túi đeo lưng, mà người Việt Nam chúng ta thường gọi là cái ba lô. Thực sự chúng ta phải gọi cho chính xác là sac cadeau. Sac à main, những cái ví tay của người phụ nữ Pháp thì thường là mang thương hiệu Coco Chanel, và kính mát Lunettes de Soleil thì mang thương hiệu Lafond. Il est évident que la France compte plus de créateurs de mode que les autres pays. Một điều hiển nhiên đó là nước Pháp có nhiều người tạo mẫu hơn tất cả các quốc gia khác. Compte nghĩa đầu tiên là đếm. Chẳng hạn chúng ta có danh từ un compteur d'électricité, mà cái đồng hồ để đếm các cái chỉ số điện, hoặc là đồng hồ nước. Nhưng mà compte có nghĩa khác nữa là bao gồm, gồm có. Nước Pháp gồm có, bao gồm những người tạo mẫu, un créateur de mode. Créateur là người tạo mẫu, và xuất phát từ động từ créer. Créer có nghĩa là tạo ra, là dựng nên. Những người tạo mẫu nhiều hơn các quốc gia khác. La mode et le style en France sont très importants, en particulier à Paris. Thời trang và phong cách sống ở bên Pháp là những cái gì rất quan trọng, và đặc biệt ở Paris. Ở đấy chúng ta thấy tác giả để hai khái niệm la mode và le style ở gần nhau, mà thực sự hai khái niệm này rất là khác nhau. La mode là thời trang, là những gì có thời hạn, sẽ phải thay đổi khi không còn mode nữa, không còn được ưa chuộng nữa. Còn style là một lối sống, là một phong cách sống, thì style là kéo dài. La mode có thời gian, le style thì kéo dài hơn. La mode et le style en France sont très importants, en particulier à Paris. À Aix-en-Provence, il y a beaucoup de magasins de luxe et des gens qui vivent leur vie comme s'ils vivaient à Paris. Ở một thành phố ở miền Nam nước Pháp tên là Aix-en-Provence thì có rất nhiều cửa hàng sang trọng, cửa hàng cao cấp, và có nhiều người sống cuộc đời của họ cứ như thể là họ đang sống ở Paris. Và chúng ta để ý comme si, là comme si là một giả thuyết, như thể là, và comme si thì phải là luôn luôn đi với imparfait, bởi vì nói lên một cái điều gì không thực tế, irréel. Họ, những người này sống ở thành phố này nhưng mà cứ như thể là họ đang sống ở Paris. Quelquefois j'ai senti que mon style n'était pas assez bien. Đôi khi tôi có cảm giác là cái lối sống của tôi, cái phong cách sống của tôi không được tốt lắm.
Aix-en-Provence là một thành phố cổ nằm ở cực nam của nước Pháp. Ở đây là Paris, nằm ở cực nam của Pháp, ở ven bờ Địa Trung Hải. Và đây là một thành phố cổ được người La Mã thành lập từ trước công nguyên và bây giờ là một trung tâm giáo dục đại học rất nổi tiếng của nước Pháp. En Californie, on peut porter n'importe quoi en classe, alors qu'ici, les étudiants le plus souvent font attention à leurs vêtements même s'ils vont en classe. Ở bên tiểu bang California, ở bên Mỹ, thì người ta có thể mặc, porter là mang ở trên người, người ta có thể mặc bất cứ cái gì khi đi tới lớp học. Trong khi đó thì ở đây, alors qu'ici, trong khi đó thì ở đây, các sinh viên thường xuyên, rất là thường xuyên họ chú ý tới quần áo y phục của họ ngay cả khi họ đi tới lớp học. California là tên tiếng Pháp chuyển đổi từ một tiểu bang của nước Mỹ, tên gốc là California. Và ở đây người ta cũng theo quy tắc người ta dùng giới từ O cho một danh từ chỉ một vùng miền kết thúc bằng O, cũng giống như là tên của một quốc gia như là ở En France, tên một quốc gia kết thúc bằng O, như một lục địa En Europe, như là các cái vùng miền của bên Pháp, En Bretagne, En Normandie, En Provence, thì ở đây người ta cũng dùng giới từ O cho En Californie. Động từ faire attention à quelque chose có nghĩa là chú ý tới cái gì, để ý tới cái gì, lưu tâm tới cái gì. Và cá nhân tôi nhận thấy đây là một bài rất là tốt cho những ai cần tập đọc, bởi vì lời lẽ rất là đơn giản, cấu trúc của câu cũng rất là đơn giản. Và chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Quand on regarde les films français ou un film qui montre les français, on voit que les gens sont toujours très chics. Les femmes marchent dans les rues de Paris et portent des robes Jean-Paul Gaultier, des chaussures à talons Louis Vuitton, un sac à main Coco Chanel et des lunettes de soleil Lafon. Il est évident que la France compte plus de créateurs de mode que les autres pays. La mode et le style en France sont très importants, en particulier à Paris. À Aix-en-Provence, il y a beaucoup de magasins de luxe et des gens qui vivent leur vie comme s'ils vivaient à Paris. Quelquefois, j'ai senti que mon style n'était pas assez bien. En Californie, on peut porter n'importe quoi en classe, alors qu'ici, les étudiants le plus souvent font attention à leurs vêtements, même s'ils vont en classe. Như vậy là cái người này sống ở bên Mỹ và họ nhìn nước Pháp cái cách ăn mặc và các cái phong cách sống của người Pháp như vậy. Và họ nói là ở bên xứ của họ, ở bên California thì người dân rất là đơn giản, nhất là các sinh viên, họ như tới lớp thì họ có thể mặc bất cứ y phục như thế nào, trong khi sinh viên ở bên Pháp thì để ý nhiều tới y phục của họ khi họ đi tới lớp. Trong phần thứ hai, người ta nói về le marketing. Marketing là một thuật ngữ của tiếng Anh, có nghĩa là tiếp thị. Beauté, style, santé, mince, tout cela montre ce qui apparaît quand on cherche France ou France sur Internet. Khi người ta tìm hai chữ France bằng tiếng Pháp hoặc là France bằng tiếng Anh ở trên Internet thì tất cả những cái từ này luôn luôn xuất hiện ra. Đó là các từ beauté là sắc đẹp, style là phong cách sống, santé là sức khỏe, mince nghĩa ở đây là thon thả, ý nói một cơ thể, một thân mình thon thả. Và nghĩa đầu tiên của mince là mỏng. Ngược nghĩa của mince là dày, là épais. Mince là mỏng, épais là dày. Đây là một cặp tính từ đối kháng. Và nghĩa ở đây là thon thả và chúng ta có những từ cùng nghĩa, đồng cùng gia đình với nó là amensia làm cho thon thả, danh từ amensissement là những từ rất thường thấy ở trên các sách báo, các tạp chí và thậm chí trên các cửa hàng trên đường phố. On trouve aussi des articles et des astuces pour être belle comme une Française. La façon de se maquiller, les vêtements, les principes de la mode, le régime et ce qu'il faut manger pour être mince. Article có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là mạo từ. Ở trong ngữ Pháp chúng ta biết, trong tiếng Pháp có ba loại mạo từ. Les articles définis, les articles indéfinis, les articles partitifs, mạo từ xác định, mạo từ không xác định và mạo từ từng phần. Ý nghĩa thứ hai là một sản phẩm đem ra bán, un objet proposé à la vente. Và
Ý nghĩa thứ ba là một bài báo. Người ta tìm thấy rất nhiều những bài báo hoặc là những cái astuce, là những cái tài khéo, những cái mẹo để làm sao có thể trở nên đẹp như một người phụ nữ Pháp. Astuce, một cái tài khéo, một cái ngón khéo. Une manière d'agir, une manière de parler qui montre l'habileté, la finesse, là một cái cách xử sự, một cái cách hành động, một cái cách nói và cho thấy sự khéo léo của người nói, của người làm, hoặc là sự tinh tế của người nói và người làm. Đó là astuce. Nghĩa thứ hai của astuce là một cái mẹo, là một cái invention pratique et ingénieuse, có một cái kế, có một cái cách sáng tạo ra một cái kiểu gì đó rất là thực tế để xử lý một cái tình huống. Người ta gọi là astuce, là một cái mẹo. Và người ta thấy có nhiều tài khéo để trở nên đẹp như một người phụ nữ Pháp. La façon de se maquiller, cách thức trang điểm, les vêtements, y phục, les principes de la mode, các nguyên tắc để chọn mốt, le régime là chế độ, ce qu'il faut manger pour être mince, cần phải ăn gì để cho có một thân hình mảnh mai. Le régime nghĩa là chế độ và chúng ta có nhiều cách ghép với chữ regime. Un régime politique là một chế độ chính trị, một hình thức chính thể. Ví dụ, un régime politique démocratique, chế độ dân chủ. Và chúng ta cũng có un régime alimentaire, chế độ ăn uống. Ví dụ, un régime alimentaire pour prendre du poids, một chế độ ăn uống để cho lên cân. Un régime alimentaire pour maigrir vite, một chế độ ăn uống để làm sao cho giảm cân, gầy đi rất là nhanh. Un régime alimentaire pour perdre du ventre, chế độ ăn uống để cho giảm mỡ bụng. Il existe cette idée que la femme française est idéale. Bien sûr, on peut trouver des raisons pour lesquelles cette image a été créée, mais c'est probablement à cause du marketing que cette image reste si répandue aujourd'hui. Si la femme, la vie française est parfaite ou désirable, les produits associés à la France ont ainsi plus de valeur. Cette technique de marketing touche les besoins émotionnels et les fragilités des gens, le désir d'avoir une meilleure vie, le désir d'être respecté et surtout le besoin d'être heureux. Trước hết, người ta có một ý tưởng là người phụ nữ Pháp là một người phụ nữ lý tưởng, ideal, là một cái hình mẫu người ta mong đạt tới. Dĩ nhiên là người ta có thể tìm thấy nhiều lý do khác nhau để giải thích cho việc cái hình ảnh này, tức là hình ảnh người phụ nữ là một hình ảnh lý tưởng đã được xây dựng nên. Nhưng có lẽ do bởi việc marketing, việc tiếp thị mà hình ảnh bên trên của người phụ nữ Pháp bây giờ trở nên rất là phổ biến. Tức là ở đây chúng ta thấy có hai vế. Một mặt người ta nói là cái ý tưởng người phụ nữ Pháp là một cái hình ảnh lý tưởng được xây dựng từ lâu và có nhiều lý do để giải thích chuyện này. Nhưng có lẽ một phần khác là do việc marketing mà bây giờ người ta thấy hình ảnh của người Pháp, người phụ nữ Pháp là một hình ảnh lý tưởng. Tính từ ideal masculin và ideal là feminin có nghĩa là lý tưởng, là một điều người ta mong muốn đạt tới. Danh từ là un ideal là một lý tưởng mà người ta mong muốn đạt tới. C'est la raison pour laquelle, đây là lý do, mà vì lý do này, đây là cái cách người ta rất hay nói. C'est la raison pour laquelle, đây là lý do, mà vì lý do này, đưa ra tới một cái động từ kia. Répandu, được là phổ biến, được nhiều người chấp nhận, xuất phát từ động từ répandre, répandre là vung vãi ra, đưa ra khắp nơi, và tính từ répandu có nghĩa là phổ biến khắp nơi, được nhiều người chấp nhận, được nhiều người biết đến. Si la femme, la vie française est parfaite ou désirable, les produits associés à la France ont ainsi plus de valeur. Nếu hình ảnh của người phụ nữ và nếu cuộc sống Pháp là một cái điều gì đó hoàn hảo, là một cái điều gì đó mà người ta mơ ước, thì các sản phẩm liên quan tới nước Pháp cũng vì vậy mà mang được nhiều giá trị hơn. Cette technique de marketing touche les besoins émotionnels et les fragilités des gens, le désir d'avoir une meilleure vie, le désir d'être respecté et surtout le besoin d'être heureux. Les besoins émotionnels, émotionnels, xuất phát từ émotion là một cái cảm xúc, các cái nhu cầu liên quan tới cảm xúc, liên quan tới cảm tính. Thực sự mình không có một cái nhu cầu thực tế này, nhưng mà do cái cảm quan, do cái cảm tính, mình nhìn và mình
cảm giác như đó là một nhu cầu. Le fragilité xuất phát từ tính từ fragile. Fragile là mỏng manh, là dễ vỡ. Fragilité des gens là con người có tính chất dễ thay đổi. Mình không có một căn cứ cố định và mình dễ bị lung lay, dễ bị thay đổi. Cái cách marketing này đụng chạm tới các nhu cầu cảm quan của con người và đụng chạm tới những cái gì mà dễ thay đổi của con người, đó là le désir d'avoir une meilleure vie, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Le désir d'être respecté, đó là mong muốn được mọi người trọng vọng mình. Et surtout le besoin d'être heureux, và nhất là cái nhu cầu được sống hạnh phúc. En faisant de la France le symbole de la vie parfaite, cela donne l'illusion que l'on aura une vie heureuse si on vit comme une Française. Và khi người ta làm cho nước Pháp trở thành một biểu trưng của đời sống hoàn thiện, thì điều này sẽ mang tới một cái ảo tưởng rằng nếu người ta sống như một người phụ nữ Pháp thì người ta sẽ được hạnh phúc. Động từ faire quelque chose, de quelque chose, làm ra một cái hình mẫu, một cái biểu trưng cho đời sống hoàn thiện, làm từ nước Pháp ra. Khi người ta lấy nước Pháp, để lấy nước Pháp làm ra một cái biểu tượng cho đời sống hoàn hảo, thì người ta cái chuyện này đưa tới một cái ảo tưởng, bởi vì người ta nghĩ rằng cứ sống như một người phụ nữ Pháp thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Ainsi, non seulement les entreprises de la mode et de la beauté en bénéficient, mais aussi les entreprises agroalimentaires qui vendent l'alimentation des Françaises. Ainsi là như vậy, không những các xí nghiệp về thời trang, không những các xí nghiệp về mỹ phẩm được hưởng lợi. Ở đây chúng ta thấy có động từ bénéficier, bénéficier de quelque chose, được hưởng lợi từ cái gì. Và có với giới từ de này thì chúng ta thấy bằng pronom en. En đây có nghĩa là cái ý tưởng ở bên trên. Bằng cách làm cho người, làm cho nước Pháp trở thành một cái biểu trưng của đời sống hoàn thiện. Và vì cái điều này thì các xí nghiệp này được hưởng lợi, các xí nghiệp về thời trang và các xí nghiệp về mỹ phẩm được hưởng lợi từ cái ý tưởng này. Không những thế mà còn là các xí nghiệp về thuộc về kỹ nghệ sản xuất lương thực thực phẩm. Les entreprises agroalimentaires, agro là prefix nói về nền nông nghiệp, agriculture, agro là nông nghiệp, alimentaire là thực phẩm chế biến nông sản thực phẩm. Và những cái xí nghiệp này bán các thức ăn cho các người phụ nữ Pháp. Như vậy với cái kiểu mình suy nghĩ là nước Pháp là hình bóng, là biểu trưng cho đời sống hoàn thiện này, thì các xí nghiệp về thời trang, các xí nghiệp về mỹ phẩm, các xí nghiệp sản xuất các thức ăn cho người phụ nữ Pháp cũng được hưởng lợi theo. Cependant, cette image ne représente qu'une petite partie spécifique de la France, la classe privilégiée. Spécifique là tính từ nói lên đặc thù, là chuyên biệt, tức là có riêng cho một loài hay cho một vật gì đó đặc thù, chỉ có riêng loài này hay vật này có, người ta gọi là đặc thù. Class ở đây là giai cấp, privilégié được ưu tiên, tuy nhiên hình ảnh trên chỉ đại diện cho nơ cờ, chỉ đại diện cho một phần nhỏ đặc thù của nước Pháp, đó là một giai cấp được ưu tiên. Pourtant, je ne crois pas que cela soit un phénomène spécifique à la France, mais plutôt que l'image de la France est utilisée comme une technique de marketing. Tuy nhiên tôi là tác giả của bài báo này, tôi không cho rằng đây là một hiện tượng đặc thù của nước Pháp, mà đúng hơn là hình ảnh của nước Pháp đã được sử dụng như là một kỹ thuật để làm tiếp thị. Ở đây chúng ta có phenomen là một hiện tượng. Chúng ta có những loại hiện tượng như là hiện tượng thiên nhiên, phenomène naturel, ví dụ như là động đất là một hiện tượng thiên nhiên, le séisme, un glissement de terrain, đất lở, sạt lở đất cũng là một hiện tượng thiên nhiên, une éruption volcanique, núi lửa phun trào cũng là một hiện tượng thiên nhiên, un ouragan, một cơn cuồng phong cũng là một hiện tượng thiên nhiên, phenomène naturel, un phenomène physique, hiện tượng vật lý, hoặc là chúng ta lại có un phénomène social, hiện tượng xã hội. Tôi không cho là je ne crois pas, sau je ne crois pas thì chúng ta phải dùng động từ ở subjonctif. Je ne crois pas que cela soit un phénomène spécifique à la France, mais plutôt que, nhưng đúng hơn là l'image de la France
est utilisé comme une technique de marketing. Người ta lấy tên, người ta lấy hình ảnh của nước Pháp để làm như là một kỹ thuật để làm marketing, để mà tiếp thị. Les gens croient que la richesse ou les choses perçues comme inaccessibles équivaut à la bonne vie et apporte le bonheur. Người ta tin rằng sự giàu sang phú quý hoặc là những điều mà được coi như là khó lòng tiếp cận tới bởi vì nó sang trọng hoặc là bởi vì nó quá mắc tiền. Người ta tin rằng sự giàu sang phú quý thì tương đương với một đời sống tốt đẹp. Động từ equivaloa đi với preposition à, tương đương với một đời sống tốt đẹp, tức là có sự giàu sang phú quý thì hiểu là đó là một cuộc sống tốt đẹp, và sự giàu sang phú quý này mang lại hạnh phúc. Et apporte le bonheur, người ta tin rằng sự giàu sang phú quý mang lại hạnh phúc. Donc les entreprises profitent de cette croyance pour créer une image de luxe. Và như thế, bởi vậy, vì vậy, các xí nghiệp đã lợi dụng cái sự tin tưởng này để tạo ra một cái hình ảnh về sự sang trọng. Động từ profiter de quelque chose, lợi dụng sự tin tưởng này. Người ta tin tưởng là có giàu sang phú quý thì có đời sống tốt đẹp và có hạnh phúc. Và do đó, các công ty đã lợi dụng cái sự tin tưởng này để tạo ra một cái hình ảnh về sự sang trọng. En manipulant et sélectionnant les informations là các thông tin, sélectionner là các tuyển lựa. Động từ manipuler là sắp đặt, lợi dụng, thay đổi một cách mờ ám, tức là một cách không đúng, nó không bản chất, nó không như vậy, mà người ta dùng, người ta thay đổi ý nghĩa của nó đi. Do đó các xí nghiệp đã thay đổi và đã tuyển lựa các thông tin làm sao để tạo ra một cái hình ảnh sang trọng. Và theo ý kiến riêng của tôi, bài đọc về marketing này cũng là một bài đọc rất tốt, giúp cho những ai cần tập đọc về tiếng Pháp. Và chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Beauté, style, santé, mince, tout cela montre ce qui apparaît quand on cherche France ou French sur Internet. On trouve surtout des articles et des astuces pour être belle comme une Française. La façon de se maquiller, les vêtements, les principes de la mode, le régime, ce qu'il faut manger pour être mince. Il existe cette idée que la femme française est idéale. Bien sûr, on peut trouver des raisons pour lesquelles cette image a été créée. Mais c'est probablement à cause du marketing que cette image reste si répandue aujourd'hui. Si la femme, la vie française est parfaite ou désirable, les produits associés à la France ont ainsi plus de valeur. Cette technique de marketing touche les besoins émotionnels et les fragilités des gens, le désir d'avoir une meilleure vie, le désir d'être respecté et surtout le besoin d'être heureux. En faisant de la France le symbole de la vie parfaite, cela donne l'illusion que l'on aura une vie heureuse si on vit comme une Française. Ainsi, non seulement les entreprises de la mode et de la beauté en bénéficient, mais aussi les entreprises agroalimentaires qui vendent l'alimentation des Françaises. Cependant, cette image ne représente qu'une petite partie spécifique de la France, la classe privilégiée. Pourtant, je ne crois pas que cela soit un phénomène spécifique à la France, mais plutôt que l'image de la France est utilisée comme une technique de marketing. Les gens croient que la richesse ou les choses perçues comme inaccessibles équivaut à une bonne vie et apporte le bonheur. Donc, les entreprises profitent de cette croyance pour créer une image de luxe en manipulant et sélectionnant les informations. Tác giả là Cao Wai Long và một cái blog của Université Provence.fr. Xin chào tất cả mọi người.